đến nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại miền Bắc không thể thiếu tên Thanh Thanh Hiền trong danh sách những giọng hát ngọt lịm. Để hiểu rõ hơn nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền là ai, cùng tiểu sử ngôi sao đi sâu hơn về tiểu sử, sự nghiệp và đời tư của nghệ sĩ này nhé. Phạm Thị Thu Hiền, sinh ngày 2 tháng 11, 1969, thường được biết đến với nghệ danh Thanh Thanh Hiền là một nghệ sĩ cải lương Việt Nam. Xuất thân là nghệ sĩ cải lương nhưng cô lại nhận được nhiều sự yêu mến khi chuyển sang đóng hài, làm ca sĩ. Ngoài cải lương, diễn hài, Thanh Thanh Hiền còn biểu diễn được ca trù, chèo, chầu văn, bolero. Wikipedia. Thanh Thanh Hiền sinh ra trong gia đình bố mẹ là nghệ sĩ cải lương Kim Thoa. Điều này đã giúp cô tiếp xúc với nghệ thuật từ ngày tấm bé. Cô thể hiện được năng khiếu của mình từ rất sớm. Lên 6 tuổi cô đã theo mẹ lên sân khấu luyện tập thể hiện khả năng của mình. Vào thập niên 1990, Thanh Thanh Hiền được coi là giọng ca cải lương xếp hạng nhất nhì tại miền Bắc Việt Nam. Cô cũng chính là người gặt hái những thành tựu lớn với những huy chương vàng trong các hội diễn. Cô thường được làm khách mời của các chương trình cải lương miền Nam, thường xuyên diễn chung với Xuân Hinh Bạn Diễn Ăn Ý Nhất, gặt hái được khá nhiều thành công. Với chất giọng thanh cao cùng lối diễn đa dạng, sự chuyển giọng linh hoạt và luôn đảm bảo những vai trò nặng ký mà không nghệ sĩ nào cũng làm được. Hiện tại hình ảnh nữ nghệ sĩ còn xuất hiện trước những người khán giả với vai trò là ca sĩ hát nhạc trữ tình, diễn viên. Nữ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền từng có mối tình với nghệ sĩ đàn bầu Anh Tú. Trong quá trình chung sống, cặp đôi này đã có hai đứa con gái Tú Linh và Thái Phương. Tưởng đâu mọi chuyện đã viên mãn nhưng cuộc sống hôn nhân này lại đổ vỡ sau 10 năm gắn bó bên nhau. Sau này bắt đầu mối quan hệ với Chế Phong, con trai danh ca Chế Linh. Một thời gian sau thì cặp đôi đã sẵn sàng tiến đến hôn nhân. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2015, Thanh Hiền lên xe hoa với Chế Phong, đám cưới tổ chức tại một khách sạn lớn tại Hà Nội với 800 khách mời. Tưởng đâu cô đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình, nhưng số phận lận đận trong chuyện tình duyên vẫn chưa dứt. Đến tháng 4 năm 2020 chị ly hôn với Chế Phong. Chị đã có suy nghĩ ly hôn trước đó. Nguyên nhân xảy ra cuộc đổ vỡ này được cho là Chế Phong đã thay đổi so với hồi mới yêu nên mới dẫn đến quyết định ly hôn. Sau hai cuộc tình đổ vỡ, hiện tại cô không còn tha thiết để yêu đương, chỉ chú tâm vào hai đứa con gái của mình. Thời trẻ Thanh Thanh Hiền sở hữu nhan sắc đẹp hút hồn. Đặc biệt đó là đôi mắt biết nói và nụ cười hiền hậu, một nét đẹp thuần Việt đã khiến nhiều khán giả say mê. Thậm chí sau hai lần sinh nở, nhan sắc của cô cũng không mấy thay đổi, vẫn mặn mà như thời còn son. Hiện tại dù đã bước sang độ tuổi 53 nhưng Thanh Thanh Hiền vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy đã có một số dấu vết của thời gian nhưng nhờ làn da trắng sáng và mịn màng nên tổng thể Thanh Thanh Hiền trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Không chỉ nhan sắc mà gu thời trang của nữ nghệ sĩ cũng trẻ trung không kém.